Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Có rất nhiều câu hỏi đã khiến các fan One Piece đứng ngồi không yên trong suốt một thời gian rất dài và có thể một số bí mật sẽ được hé lộ sau arc Wano. Hôm nay, hãy cùng mình đi đến với video 7 bí mật của One Piece có thể sẽ đã được tác giả giải đáp sau khi kết thúc arc Wano nhé. Và dưới đây là những bí ẩn có thể sẽ được hé lộ trong arc Wano. Thứ nhất, tại sao Dâu Đen có sức mạnh của hai trái ác quỷ? Trái ác quỷ là một trong những điều làm nên sự hấp dẫn của bộ truyện tranh One Piece. Trái cây ác quỷ được truyền tai nhau rằng là những loại trái cây đặc biệt của loài thủy quái và nguồn gốc bí hiểm dẫn đến năng lực của chúng được cất giấu ở trong vùng Đại Hải Trình. Hiện tại, số lượng trái ác quỷ đã xuất hiện trong One Piece lên tới hơn 100 loại khác nhau, mỗi loại đều đem đến một năng lực bí ẩn và mạnh trong chiến đấu. Đó là nguồn gốc sức mạnh của những nhân vật khủng nhất trong thế giới hải tặc như các đô đốc hải quân, Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng. Bề ngoài thì trái cây ác quỷ có đủ hình dáng và màu sắc, nhưng nhìn chung tất cả đều có hoa văn hoặc họa tiết xoáy, chúng vô cùng khó ăn. Vị của nó khó chịu đến nỗi làm cho người ăn tưởng bị trúng độc. Chỉ cần nếm một miếng thôi, người ăn sẽ được ban sức mạnh của ác quỷ và mỗi trái đều mang trong mình những sức mạnh đặc biệt khác nhau. Chắc các bạn còn nhớ khi Monkey D. Luffy chiến đấu để giành lại trái ác quỷ Mera no Mi, nhưng anh biết được rằng anh không thể tiêu thụ được nó vì anh đã sở hữu trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi. Theo như họ giải thích là mỗi trái ác quỷ sẽ chứa đựng một linh hồn ác quỷ. Nếu ta ăn hai trái cây thì trong cơ thể sẽ có hai con quỷ tranh giành kiểm soát quyền cơ thể. Điều đó sẽ khiến cơ thể không tự kiểm soát được mà nổ tung, dẫn đến cái chết của người sử dụng. Hay giải thích theo một cách khoa học hơn là khi người ta ăn trái ác quỷ vào, nó sẽ làm thay đổi một vài DNA trong cơ thể họ. Đó chính là lý do tại sao cơ thể của con người bình thường có thể biến đổi thành lửa, cao su và băng. Nhưng đó cũng chính là lý do tại sao cơ thể họ không thể chứa đựng được hai trái cây ác quỷ, vì bạn không thể thay đổi DNA quá nhiều lần từ cái này sang cái khác hay trộn lẫn nó với nhau được. Và khi cơ thể không thể xử lý được quá trình biến đổi DNA nhiều như vậy, dẫn đến cơ thể sẽ bị hỏng và dẫn đến cái chết. Tứ Hoàng Dâu Đen hiện tại đang là người duy nhất được biết đến sở hữu tận hai trái cây ác quỷ, điều vô cùng đặc biệt trong thế giới One Piece. Hắn sở hữu trái Yami Yami, trái cây ác quỷ được xem là mạnh nhất hệ Logia, cho phép người dùng tạo ra và kiểm soát bóng tối theo ý muốn, biến kẻ đó thành người bóng tối. Trái thứ hai chính là Gura Gura, cũng là trái cây được xem là mạnh nhất hệ Paramecia, cho phép người dùng tạo ra rung động hay chấn động, biến kẻ đó thành người chấn động. Rất nhiều lời đồn được đưa ra, ví dụ như bên trong cơ thể của Dâu Đen có một cặp song sinh, một dạng như kiểu con người đa nhân cách, hay Dâu Đen là hóa thân của Cerberus, chó ba đầu canh cửa địa ngục, vân vân. Tuy nhiên, chưa ai ngoài Thánh Oda thực sự biết tại sao Dâu Đen lại có thể hấp thụ sức mạnh của trái cây ác quỷ cùng lúc. Mà theo lý thuyết như ban đầu thì không thể nào có chuyện như vậy. Trong arc Wano, chúng ta đã thấy Dâu Đen xuất hiện, hy vọng Oda sẽ nổi hứng tiết lộ thêm nhiều thông tin về nhân vật này. Thứ hai, khả năng nghe được tiếng nói của vạn vật. Tiếng nói của vạn vật là một bí ẩn xuất hiện rất nhiều gần đây. Lần đầu tiên âm thanh này được nhắc đến trong One Piece là khi Silver Rayleigh tiết lộ về khả năng nghe được âm thanh lạ của Roger. Nhiều người cho rằng khả năng này không chỉ giúp nhân vật có thể vé lên bức màn sự thật về kỷ nguyên bỏ trống trong lịch sử, mà còn có thể còn là sức mạnh đưa họ đến với kho báu One Piece. Và trong cả series có rất ít người được biết đến sở hữu khả năng này. Mới chỉ có Goldie Roger, Ruffy, công chúa tên cá Shiraoshi, Kozuki Oden, Kozuki Momonosuke, tộc người ba mắt được biết có khả năng này mà thôi. Mấu chốt là có hai người ở Wano được biết có thể nghe được tiếng nói vạn vật. Người thứ nhất là Ruffy. Khả năng hiếm có này của Ruffy đã được bộc lộ vài lần từ đầu truyện cho tới giờ. Ví dụ như lần đầu, cậu có thể nghe được tiếng của bọn vua biển, mà đáng lý chỉ có nữ hoàng của bọn vua biển mới có thể nghe hiểu và nói chuyện với chúng lúc ở đảo người cá. Hay lúc ở đảo Dâu, cậu cũng nghe thấy tiếng nói của con voi khổng lồ Junisha. Người thứ hai là Momonosuke. Trong arc Dâu, chúng ta đã thấy Momonosuke thể hiện một sức mạnh bí ẩn mà chưa từng thấy ai làm được điều đó. Cậu có thể nghe hiểu và ra lệnh cho khổng tượng Junisha tấn công đám Jack hạn hán. Có vẻ như khả năng này của cậu rất mạnh, bởi vì Momonosuke còn có thể sai khiến cả một quái thú cổ đại. Hy vọng trong arc Wano này thì hai nhân vật của phe đồng minh sẽ sử dụng khả năng đặc biệt để giúp cho trận chiến với Tứ Hoàng thêm hoành tráng hơn. Thứ ba, băng hải tặc Rock mạnh mẽ như thế nào? Ai là thuyền trưởng của băng? Món nợ giữa Kaido và Big Mom là gì? Tác giả Oda đã cho chúng ta biết một thông tin về quá khứ trong One Piece với sự xuất hiện của băng hải tặc Rock. Trước thời của Roger và Dâu Trắng là khoảng thời gian do băng Rocks làm trùm. Cả Kaido và Big Mom đều là thuyền viên của băng Rocks. Trong một chapter One Piece, chapter 907, Big Mom đã nhắc với Kaido về món nợ trong quá khứ. Mặc dù Kaido đã gạt phăng đi và nói rằng chuyện xảy ra đã lâu rồi, thì Big Mom lại nói thêm rằng đây là một món nợ ân tình lớn nên không thể cho qua được. Mặt khác, từng có một thời gian hai vị tứ hoàng này đã tạo thành một liên minh hùng mạnh, đến cả phe hải quân cũng phải nể và không muốn hai kẻ điên này bắt tay nhau một lần nữa. Vậy, khoản nợ đó là gì? Đây thực sự là một câu hỏi lớn mà các fan hâm mộ đang mong ngóng tác giả Oda trả lời, vì có thể nó sẽ liên quan đến nhiều những sự kiện trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Hiện tại, Big Mom đang ở Wano, thậm chí Mụ còn vừa tới Udon và sắp sửa sẽ đụng độ với Queen,
một trong ba thảm họa mạnh nhất của Kaido, nên việc hai tứ hoàng này trực tiếp chiến đấu với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thứ tư, tại sao Kaido lại có khả năng bất tử? Được nhắc tới lần đầu tiên do Monkey D. Garp tại khu vực Water 7, Kaido được coi là sinh vật mạnh nhất thế giới. Lần đầu tiên xuất hiện gây ấn tượng nhất của Kaido là khi hắn đang cố gắng tự tử bằng cách nhảy từ đảo trên trời xuống và vẫn không chết. Và tiếp đó, không lâu sau, chúng ta lại được thấy hình ảnh của một trong những siêu tân tinh Eutas Kid ăn hành ngập mồm. Kaido đã từng 7 lần thua trận, 18 lần bị hải quân hoặc kẻ thù bắt giữ, bị xử tử 40 lần, mà Diêm Vương vẫn không thể đón hắn về bầu bạn. Khổ nỗi, đem treo cổ hắn thì dây bị đứt, xử chém thì lưỡi dao vỡ vụn, đâm bằng giáo thì ngọn giáo gãy nát, và thậm chí dù cố gắng tự tử bằng cách nhảy từ đảo trên trời xuống, cũng chỉ làm cho mặt đất bị phá hủy, chứ bản thân Kaido chẳng làm sao. Với bảng thành tích làm cách nào cũng không chết như thế, thì Kaido phải sở hữu sức mạnh châu bò tới mức nào nhỉ? Sức mạnh của Tứ Hoàng Kaido vẫn luôn là điều mà bất cứ fan One Piece nào cũng muốn biết. Kaido sắp tới sẽ có một trận chiến lại với Luffy trong Arc Wano, mặc dù phần lớn sức mạnh và khả năng của sinh vật mạnh nhất thế giới vẫn bị che giấu. Nhưng điều hấp dẫn nhất ở Kaido mà Oda vẫn chưa tiết lộ, đó là tại sao Kaido không thể chết. Điều này đặt ra một loạt các câu hỏi và giả thuyết về việc làm thế nào Kaido có được sự bất tử điên rồ kia, phải chăng là nhờ năng lực trái ác quỷ, hay ai đó đã khiến Kaido bất tử, hay Kaido là một con rồng đích thực. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhưng chưa có lời công bố chính thức từ tác giả. Hy vọng cuộc tái đấu với Luffy thì Kaido sẽ hái lộ tất cả. Thứ năm, mối quan hệ giữa Shanks và Ngũ Lão Tinh. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Tứ Hoàng Shanks ở thánh địa Marajoa để gặp mặt Ngũ Lão Tinh. Đây là một sự kiện mà không một ai có thể tưởng tượng được, một hải tặc đứng đầu ở Tân Thế Giới lại tới gặp gỡ những kẻ đứng đầu chính quyền thế giới. Vậy lý do Shanks đến gặp Ngũ Lão Tinh là gì? Hải tặc mà Shanks muốn nhắc tới là ai? Liệu có mối quan hệ bí ẩn nào giữa Shanks và chính quyền thế giới hay không? Những thắc mắc của fan đang đặt ra cho bộ phim và khiến cộng đồng One Piece phải xôn xao suốt một thời gian. Liệu Shanks có tới Wano hay không khi mà hai tứ hoàng đã hiện diện ở đây rồi? Chúng ta sẽ cùng hy vọng sau arc Wano này thì bí mật của Shanks sẽ được tác giả hé lộ nhé. Thứ 6, tiềm năng đầy đủ của trái ác quỷ sau khi được thức tỉnh. Chúng ta đều biết rằng có nhiều cấp độ khác nhau đối với khả năng kiểm soát trái cây ác quỷ của một người. Ví dụ như Luffy có thể vận dụng sức mạnh trái ác quỷ của mình để chuyển sang dạng Gear 2, Gear 3 và Gear 4. Trái Eater thuộc sở hữu của Don Quixote Doflamingo, thuyền trưởng của bang hải tặc Don Quixote. Năng lực trái Eater cho phép Luffy tạo ra và điều khiển những sợi tơ cực kỳ bền và sắc bén. Trước time skip, hắn dễ dàng cắt phăng chân của Little Wars, khống chế Zoro và có thể tạo ra những hình nhân bằng tơ có thể nói chuyện, chiến đấu như bản thể thật, giúp Luffy có thể giết đối thủ từ mọi phía. Tuy nhiên, kỹ năng đáng sợ nhất của Doflamingo phải kể đến chính là lồng chim. Theo đó, hắn bắn các sợi tơ từ hình nhân lên trời và tạo ra một cái lồng cực kỳ vững chắc và không thể bị phá hủy, bao quanh một khu vực rộng. Nó sắc đến mức có thể tiêu diệt mọi thứ nó đi qua và chặn tất cả mọi hoạt động. Với năng lực thức tỉnh, Doflamingo có thể biến mọi thứ hắn chạm vào thành tơ để khống chế, kết liễu đối thủ. Những mũi tên bằng tơ được tăng cường haki vũ trang này có thể hạ gục kẻ địch từ mọi phía. Sau time skip, Doflamingo là kẻ thù đầu tiên Luffy phải chiến đấu và là kẻ khiến Luffy đứng hình trước năng lực thức tỉnh siêu khủng khiếp này. Để đối phó với Kaido, nhiều người tin rằng Luffy cần phải thức tỉnh năng lực trái ác quỷ của mình. Vì vậy, hãy cùng chờ xem Oda sẽ cho Lù làm gì ở lần này nhé. Thứ 7, vị đô đốc thứ 3 mới xuất hiện của Hải quân là ai? Cháp 905 đã cho người hâm mộ một cái nhìn thoáng qua về vị đô đốc mới của Hải quân, đô đốc bò xanh. Mặc dù không được nhìn thấy rõ khuôn mặt của vị đô đốc bí ẩn kia, nhưng câu nói đã 3 năm không ăn uống của người này với Fujitora đã làm cho khán giả bị sốc. Tại sao ông ta không ăn gì trong 3 năm mà vẫn còn sống rất khỏe mạnh? Ví dụ như Zeff một chân không ăn gì trong khoảng 1 tháng thì người đã teo tóp như một cái xác khô rồi. Vậy đô đốc bò lục không biết sở hữu thứ sức mạnh kinh khủng đến mức nào nhỉ? Liệu trái ác quỷ mà ông ta ăn có phải là nguyên nhân cho việc chẳng cần ăn uống này không? Hiện tại vẫn chưa có thông tin liên quan đến sức mạnh của nhân vật này, nhưng chắc chắn rằng vị đô đốc mới của hải quân sẽ sớm có đất thể hiện mà thôi. Chẳng phải hải quân đang muốn chặn Big Mom và Kaido gặp nhau hay sao? Họ sẽ phải cử người đến Wano và rất có thể đô đốc Lục Ngưu sẽ là người được chọn. Lưu ý rằng những bình luận thô tục chửi nhau thì mình sẽ không xem và mình sẽ xóa bình luận đó. Vậy nên anh em hãy bình luận những ý kiến có khoa học nhé, đừng chửi nhau. Đừng quên rằng đăng ký kênh để đẹp trai và xinh gái hơn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Nezumi đã báo lên cấp trên về sự việc, sau đó đặt ra mức tiền thưởng với 30 triệu berry. 3000 vạn berry. 3000 vạn berry だってよ. Thứ hai, mức tiền thưởng thứ hai, 100 triệu berry đánh bại Mr. Zero Sir Crocodile. Sir Crocodile là cựu chủ tịch của tổ chức tội phạm bí ẩn Pirate Works. Hắn là một nhân vật phản diện chính của Alabasta. Hắn là một trong những đối thủ chính lâu dài và đáng chú ý nhất trong series. Vì hắn là kẻ thù đầu tiên đánh bại Luffy một cách hoàn toàn và là một trong hai người có thể khiến cậu thất bại nhiều lần. Ban đầu, hắn được giới thiệu là một trong Shichibukai, nhưng rồi bị tước danh hiệu đó vì cố gắng giành chính quyền ở vương quốc cát Alabasta. Khi nhắc đến vinh quang của Luffy là nhắc đến Crocodile. Vì từ khi đánh bại Crocodile, Luffy chính thức bắt đầu nhận được sự chú ý từ chính phủ thế giới.
Crocodile cũng là người thường xuyên được nhắc đến trong số các Shichibukai. Hiện nay, Crocodile và Ruffy đang bắt tay nhau dù cho không được thoải mái cho lắm kể từ khi bắt đầu tiến